Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 13 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nhân Trạch bắt quả tang Nguyễn Trung Thiệu, 30 tuổi và Nguyễn Tiến Đạt, 33 tuổi, cả hai cùng trú tỉnh Đồng Nai, đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền cho 11 con bạc tại khu vực Trường Tràm thuộc ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là 4 con gà đá và 4 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đều thừa nhận hành vi phạm tội.